Xin chào các bạn, mình là Khánh. Mình chuyên giới thiệu và review về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng. Hôm nay thì xin phép được giới thiệu đến các bạn một ông tượng cóc ba chân, ông Thiềm Thừ, men dạn dát vàng được sản xuất thủ công tại Bát Tràng. Đây là một ông cóc với cái cỡ rất là lớn. Với chiều cao của ông là 34, chiều dài là 50, chiều rộng của ông là 35. Và đây là hình ảnh ông cóc ba chân với cái màu là màu men dạn. Ông đang đứng ở trên một đống tiền, rất là nhiều những cái đồng tiền vàng và được dát điểm thêm vàng. Mình của cóc thì được để là men dạn, còn toàn bộ họa tiết đi phụ kèm thì đều được dát vàng, rất là sang trọng và đẳng cấp. Và sản phẩm được sản xuất thủ công tại Bát Tràng Việt Nam. Hay như các bạn có thể nhìn thấy mắt, mi và ở trên trán ông có cái hình bát quái thì đều được dát vàng. Ông cóc thì đang ngậm tiền và ngậm một sâu tiền. Hay các bạn có thể quan sát thấy ngậm tiền và ngậm một sâu tiền. Nếu như quan tâm đến sản phẩm thì các bạn có thể liên hệ ngay đến số điện thoại đang đặt ở bên trên video để được tư vấn chi tiết về sản phẩm. Đây là một cái sản phẩm thủ công. Vì vậy, đối với những cái sản phẩm này thì chúng tôi không sản xuất đại trà, thường thì sẽ làm theo những cái đơn đặt hàng của khách hàng. Ví dụ các bạn thích cái mẫu sản phẩm này, các bạn có thể đặt hàng của chúng tôi. Thì thời gian làm nó sẽ mất khoảng từ 15 cho đến 20 ngày để tạo ra một cái sản phẩm hoàn chỉnh và đẹp mắt như các bạn đang nhìn thấy đây. Ông cóc thì được làm rất là chi tiết và tỉ mỉ. Phần chân của ông, những cái móng vuốt được làm rất là rõ nét, sắc và chân thật nhất. Đây là nhìn phần nhìn từ trên ở xuống, ở trên lưng của ông thì có một cái sâu tiền. Các bạn có thể quan sát. Và đây là cái phần trước. Các bạn có thể nhìn thấy móng của ông cũng được dát vàng nhé. Và điểm thêm ở phần những cái đống tiền nó chính là một vài những cái viên ngọc màu xanh. Các bạn có thể quan sát thấy từng cái nếp nhăn trên da cũng được làm rất là chi tiết và đẹp mắt. Nếu như thấy video này của mình hay và ý nghĩa thì hãy tặng cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Đây là một vài hình ảnh sản phẩm ông cóc dát vàng cỡ đại. Xin chào các bạn.